Hello em, và chào mừng mọi người quay trở lại với rất nhiều hắc ám, rất nhiều thú, nhiều teo lắm anh em ơi. Trong trận này mình sẽ lấy cái teo này về đi. Mỗi mình là một bạn đỡ của teo, teo là hai con rồng, căng vậy rồi. Hate you prolifically. Ơi, không lấy con pháo thủ đi anh. Nó sẽ đánh tạm ba khoa học này nhé, này bỏ này. I will see my một thương bắt thế à, khá nguy hiểm anh em ơi. Không khuyến khích anh em đánh chuỗi thua ở đây đâu nhá anh em nhá. Chuỗi thua ở đây trừ nhiều máu, Butter nhảy được cũng nguy hiểm này. 91 từ 9 nhá, 93 27 27 sau 3 vòng anh em trừ mất khoảng. Còn có 73 máu, nói chung là tường 4 vàng đánh chuỗi thua nó rủi ro cao lắm anh em ấy. Vẫn không khuyến khích anh em đánh nhá, không khuyến khích đánh chuỗi thua đâu nhé. Bắt thương bắt đái, ok tệ mà đấy. Cửa rốt này khá khỏe này. Đốt được một phát này, teo mình có 9 mạng này, phải phết anh em ơi. Check phát thằng con floor, đến quy xì thế nhỉ. Đấy, còn bán thần đi nữa anh em ơi. Ok, khá uy tín. Có Chrissy, có Teo, trận này có thể mình đánh thú ước nhỉ? Này, cầm Crest này. Thú được anh em ơi, thú hoặc cung cũng được, cung thì cũng cứ lấy về cũng được anh em. Đang hay nghiêng về thú chỗ này hơn. 6 đồ này à, đồ này đánh cung được nhỉ, vừa đánh Yon được, hai đồ kia cho Yon hợp phết này. Mỗi bạn kia cầm thương đáy thôi, nhưng mà thương đấy thì mình không sợ lắm. Chơi này nhá, hai thú này nhá. Teo bắn nó hồi lại máu. Đây, gặp đúng bạn này này, nhưng mà không sao đâu.
Phát ulti nhiều phết. Ú chắc luôn anh em ơi. HT nhỉ, hay cho teo nhỉ? Teo nó ulti được luôn đúng không? Teo ngon hơn nhỉ. Hay cho HT nhỉ, HT cũng ngon nhỉ. Vâng ghê. Chơi teo nha em. Nãy còn 11 con teo chơi được. Hai thú này đi. Hai thú không khác nhiều hai thú lắm nha. Thua thêm một trận nữa nhé. Cái này trông khó thua rồi, cái này là dễ thua nhé. Chuyện này phải ngắt cái chuỗi thua của mình anh em ơi. Lấp còn 11 con. Hãy tanh nhỉ, nó grab vào ngon. Tình thú phát. Khó nhỉ anh em ơi. Chơi con này cho nó có tí tanh nhá. Mình đang hơi thiếu tanh một tí. Chon Vera là cũng ok nhưng mà thiếu tanh anh em ơi, thêm tí tanh. Tí tanh đánh như yên tâm. Thế là có cho cái ngọc đại để cho nó vào giữa đi. Nghĩ con này Chrissy tanh góc này nó cũng ok rồi này. Nakot một con, hai con. Phương bắt đáy bên này. Bất kìa. Chó một yon sợ. Chào em. Ừ.
xanh mặt này, mình xanh mặt này. Ủ ngon hơn. Ở mà lốc luôn nhé. Mà lốc gánh được. Cái này roll khá là may anh em ơi. Lại trận teo 3 do Malok 3 được không nhỉ? Malok cầm hai con, một bạn nào cầm 3. Thằng đét anh em ơi. Úp em đi à? Đúng khỏe điên. Em Malok đi bộ được xuống một ô là ngon này. Thằng đi bộ được. Để may mắn phết này lên lốc 2 sớm phết anh em ơi. 2 sớm này chịu rồi. QC chắc đẩy 2 nhé. Không có nhu cầu lên QC 3 lắm. Vera 3 thì còn được. Thương đấy này. Chéo gấp. Eo thầy. Quét nốt đáy này. Chơi hai đáy anh em ấy, không có gì đâu. Shame on này, shame on này. Hiện tại chắc là vẫn ma lốc gánh mình thôi. Eo sách thánh nhưng mà quét nộ luôn à. Quét nộ luôn. Chôn đẹp em ơi, chôn đẹp đấy. Ôi con teo. Ôi ôi cái gì này. Sương sương sáu nhà đánh thú rồi mà anh em. Sáu nhà thôi mà. Ê trời ơi. Sương sương anh em ơi. Sương sương 7 con. 7 con nữa, 9 con, 8 con. Số lượng đang giảm dần anh em ơi, tranh nhau sớm. Mà lúc mình nha, con kia nhảy cùng nhau. Mà lúc mình nhảy đẹp hơn không? Con kia toàn thú à? Con kia 6 thú rồi à? Nhưng mình có thêm peo anh em ơi, nên là mình thắng. Bạn này đi thì mình cướp lại được ma lốc của bạn này. Đi bớt đi. Đi tìm thôi anh em ơi. Ma lốc 2 này. Mua thừa con rồi. Cho tí vàng anh em ơi. Hay là bán Vera đi nhỉ. Vera. Thọt mất 2 vàng không. Tiếc con Vera nhỉ. Thôi bán đi. Ui si thôi. Để đồ ai. À không có teo. Teo kia cầm choi này cũng được. Thôi không. Teo mình cầm choi đúng không nhỉ. 1, 2. Sách thánh à. Rồi choi ăn. Selica. Làm tí Selica được không nhỉ? Thần teo đạm đấy nhá. Tạo thành con này đi, cho thành con teo chính đi. Tí nữa mình lên teo 2 mình thêm Silica vào thôi. Tạm Silica vào. Malok chắc là đứng giữa tanh được. QC tanh ở góc này, thêm một con Crest nữa ở góc kia là ok này. Con Crest tanh ở góc nữa. Malok nhảy một phát.
Hơi xấu nhưng thôi, chắc tạm chấp nhận được. Thì mình quyền trượng Rayha là con teo sẽ hồi được máu này. Ok, mà không có chí mạng nhưng mà không sao. Thêm cái choi là đỡ bị mỹ không chế. Mấy quả Kret nổ và các thứ mất một đống đam mình. Đẹp đấy. Lại bán tiếp không sao anh em ơi, về à, chúng ta cứ bán đi mua lại được không, có gì đâu. Tranh thủ cướp được con tướng nào thì cứ cướp hết luôn nhá anh em nhé, cho anh em đỡ phải đánh nhá. Trận này nhiều bánh thú lắm nên mình phải bắt đầu cướp tướng dần. Không thấy quét nào. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy trời ơi. QC không có đam à? Sika không có đam QC à? Sika đồ tí đi. Không, cái cầm lặng này thì phải cho QC. QC ngon đi. CDK đứng yên vậy. Ôi sao CDK đứng yên vậy em? Cái gì xảy ra nhỉ? Đây rồi, một bạn tạch rồi. Bớt bạn đánh thú đi anh em ơi. Cho mình xin bạn này đánh hai thú à? Cái gì này? Ba ma tộc, hai thánh đồ, hai thú à? Mới lạ nhờ. Có đội hình cũng mới lạ nhờ. Làm sao anh em ơi, mình cứ mình cứ ôm hết tướng của anh em này là anh em không có gì đánh đấy. Nhưng mà cũng hết rồi nhỉ. Tôi lên nhá. Còn mỗi ba con Malok à, tìm mỗi ba con Kret không tìm hơi khó nên là tạm thời là cái này đã nhá. Một con Narcot này, hai con Narcot anh em ơi. Mình đã để hai con này ở đây thôi. Kret nộ xuống đáy. Choáng là phát này mày nộ đi. Nộ đi em. CK bắn ulti nào. Càng chán hết. Không cho này đi anh em ơi. Đây cho CDK cũng được nhỉ, nhưng CDK CDK nó không có cái đồ là ulti luôn ấy, nếu mà cho Ngọc Đại. CDK này cần có một cái gì ulti luôn thì mình cho cái quyền triệu Rayha này cho CDK liền. Không cho PC ấy. Đây. Giờ chơi game lại khó khăn với các bạn đấy rồi anh em ơi. Hai con teo, năm con man lốc à? Không sao, một vài bạn nữa đi, hai bạn này đi là bạn này đi là mình có tướng liền mà. Mình tăng chuỗi thắng khá là dài. Đồ khá là ngon. Mình giúp trận này cũng ok. Vera thì cũng còn 17 con, chắc lên được Vera 3 thôi, nếu mà cần. Xong rồi tí nữa chế độ tăng sót tướng thì mình sẽ ê cầm cái chí mạng cho CDK này đã cũng to phết nhở. Ai đánh 4 thú không? 4 thú thêm QC thêm CDK không nhở? Cũng thích đấy chứ. Mình là cũng thích thích tài phết đấy chứ. Yeah.
Nếu Silica được thì ngon, mà cho Ngọc Đại Silica nhỉ, xong rồi ulti luôn. Từ nhá, hình như là không phải chín mạng. Được, cho đi anh em ơi, liều phát xem sao. Đã test thử sức mạnh của Silica ulti luôn em nào. Em nó có ra cái trò trống gì không nào. Thằng nào trận này mình cũng dùng Silica chắc nốt ván này mấy ván nữa thôi. Em ấy cũng đi giờ. Hay kết chí mạng đây anh em. Hay kết chí mạng là cũng điên rồ ấy, đam phải to ấy. 4000 đam. Ê đam cũng to phết nha, 30000 đam kìa. Đam to gần bằng con teo của mình kìa anh em. Chơi game cũng ngấm mặt phết đấy chứ. Hòa cờ à. Hai sách thánh. Hãy làm trận Silica đi anh em ơi. Được, làm trận Silica đi. Này cho con... Đấy cho con Silica cũng được nhỉ. Này cho con Crack thì ngon hơn này. Này cho con Silica. Phải đánh thường khoảng 1-2 phát thì đấy chăng? Đánh thường 1-2 phát à? Đây đánh thường mấy phát anh? Một phát thôi nhỉ? Ok, một phát đánh thường nhưng mà nó ulti này. Thêm 2 kia cũng khá là cháy này. Bắn được 3 phát anh em, nhưng 3 phát cũng gần đa bằng teo rồi. Gần căng. Hợp lý lắm nhỉ. Cho con ấy đi. Cho em. Nói chung hợp lý hơn anh em. Có gì tanh góc này rồi, một truy hồn gì giết con cát này rồi anh em ơi. Cát này điên quá. Cần con cát liền anh em ơi, cần con cát liền đấy. Các mình bỏ hai con thú đi kìa. Hai con thú đi kìa. Kéo ba trận này chắc hơi khó này. Mấy bạn này mà đi thì... Ai cầm teo nhỉ? Bạn này cầm teo. Đối thủ chuyển kiếp con mình cầm teo luôn anh em ơi. Không tiếp đi anh em ơi, tìm con cát phát. Không ra rồi, một con thê đằng kia kìa, trông đáng sợ quá nhờ. Cần chuyển sang, và sau chuyển sang góc bên kia nhé, con thê này đang trông đáng sợ quá. Bổ luôn nữa, nó còn choi nữa anh em. Ui ôi, cái gì đấy, con bà già ơi. Nó bổ cho hai phát, đúng hai phát anh em ơi. Chịu rồi. Bổ thế thì chịu rồi anh em. Bổ thế thì... Phải đấy mình định chạy sang bên kia đấy nhưng mà không kịp. Chạy nhiều. Ê, trận đợi chấm dứt ở đây à? Vera không lên được 3. Thế mình cũng muốn chơi Silica này cơ nhé. 8, không ai chơi Silica này. Xong chúng ta sẽ gặp bạn này rồi đúng không? À, gặp bạn thê này rồi đúng không? Đây gặp bạn Vũ MD này. Vũ MD chắc thua đấy. Có con cát là mình thua đấy anh em ơi.
Đã chuyển ra góc bên này nhé. Trôn quả đẹp luôn mà, 10 điểm. Nói nhất là thêm cái tăng soát tướng thôi, nhưng mà chắc cái cục vàng này chắc không ra rồi. Có Silica 2 này em ơi, đan to đan to. Có truy hồn, ăn choáng, không choáng là vong cát à? Ui. À, thua một tí ạ. Đi luôn đâu nhỉ? Con này mất giáp bổng mệnh rồi này. Chắc là 10, 19, chắc 19 là đi luôn à? Chưa đi, chưa đi. Khá nhiều đồ mana rồi, lấy thêm đồ thủ đi. Ta cần một tí sức mạnh của đồ hộ mệnh anh em ơi. Ta lên con teo 3 và con cắt 2 gì đấy không? Ui, à không sao, cản còn thêm anh em ơi. Mà lúc bên mình có choi mà. Cản được anh em ơi, mà lúc nhảy được phát nữa. Các bên kia thì cản được thêm rồi. Mày mình cản được. Mày gọi là tí cút, tí cút. Vera 3 chắc là... Ơ thì không có con này. Còn nữa là Vera 3 này. Đây chúng ta phải bỏ con gì đó rồi anh em ơi. Teo phải đang bỏ nhá. Dây cuối anh em ơi. Con cát bên này. Chơi được này anh em ơi. Chơi kiểu này đi. Tai teo ulti thẳng nhau. Mình ulti trước. Đúng rồi anh em ơi. Hai phát ulti vào đầu. Nhưng mà Malok nhảy vào góc khá là xấu kìa. Ok, ôi sao con cát mình chết sau kia. Sao con cát mình lại chết. Trời ơi, dở rồi sao mình. Ơ quả đấy mình tính toán gì sai nhỉ? À không. Tính toán sai ở chỗ là bạn này 6 thú mình 4 thú anh em ơi. Ừ. Nói chung đánh thế thì chịu. 6 thú nó khỏe hơn mà. Nhưng mà trận này mình cũng muốn test thử sức mạnh con Celica phát tại con Celica mình thấy cũng ok. Ai. À. Chứ không quả đấy đúng chuẩn đúng không anh em? Tèo bắn thẳng nhá, tèo của truy hồn nhá, ulti liên tục nhá. Nhưng mà vẫn thua, nói chung 6 thú nó vẫn khỏe hơn 4 thú. Nhưng mà muốn chơi CDK này phải chơi thì phải chơi 4 thú thôi anh em. Anh vậy thôi, mình đây cũng kết thúc rồi. Anh em thích cái clip trên thì hãy cứ like.
subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Chào tạm biệt.